Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Hatachi đây. Mình đến từ kênh channel Keep to Honic. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang airdrop ở cái dự án là Throne nhé. Throne đang ra một cái session mới, đó là session 1 nhé các bạn nhé. Session 1 đó là các bạn trải nghiệm các cái đế app của họ. Ví dụ như là các bạn vào các cái sàn deck swap rồi app thanh khoản, rồi các bạn sẽ lending borrowing nhé, đó là vay và cho vay nhé các bạn ạ. Bạn sắp ghi tài sản vào rồi bạn vay hoặc cho vay nhé. Đấy, thì đó là cái session 1 này. Thì đây là cái session mới nhất của họ nhé. Còn các session trước đó như session 0 thì vẫn đang được tiến hành nhé các bạn, tiến hành song song nhé. Còn một cái trước đó nữa là cái gas này, cái gas bạn đốt bao nhiêu gas thì bạn cũng sẽ được tính điểm này này, thì nó đang chạy song song nhé. Vì bạn swap hay bất cứ giao dịch nào mà bạn tốn gas ấy thì nó đều có cái tính cái điểm ở đây nhé các bạn nhé. Đây. Đấy. Thì tất cả các cái session này nó đang chạy song song nhé. Như còn cái session season 1 này thì nó là mới nhất đấy các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái session 1 này. Thì đầu tiên bạn vào cái trang này, vào cái throne.io cái cháu session này nhé. Bạn kết nối cái ví của bạn vào đây. Thì bạn sẽ cần chuẩn bị một ít tài sản ở trên cái mạng Throne hoặc cái mạng khác thì bạn sẽ bridge sang nhé các bạn nhé. Còn về cái session 1 này nó tính điểm như thế nào nhé, thì các bạn có cái trang thông tin của nó đây này. Đây, về cái session 1 đây nhé. Thì đại khái là bạn các bạn thực hiện các cái giao dịch ở đây và lending borrowing swap unbound ấy thì nó sẽ cho các bạn cái mark này. Mark là gọi là cái điểm nhé. Cũng giống kiểu như điểm boy các bạn, nhưng mà cái này gọi là mắc nhá. Thì cái điểm thì nó tính như nào, cái điểm mắc này nó tính như nào, thì cái value là cái tài sản, khối lượng tài sản này, và cái bạn tương tác nhiều này, và cái thời gian này, có nghĩa là nôm na là cái tài sản của bạn càng lớn này, để trong mạng lưới của Throne này càng lâu thì càng tốt này, và thực hiện nhiều transaction và tương tác nhiều, càng đi up thì càng nhiều điểm nhé. Đấy, thì đấy có nghĩa càng nhiều tài sản này, tương tác rất nhiều đi up và thời gian càng lâu thì sẽ càng nhiều cái điểm mắc này nhé các bạn nhé. Đấy, ok, thì mình cũng sẽ để cái link thông tin chi tiết này cho dưới phần mô tả video để cho các bạn xem nhé. Ok, thì đầu tiên thì bạn chưa có tài sản ở trên cái mạng lưới Throne thì các bạn có thể là chọn cái cầu, đây là cái cầu phụ nhé, thì bạn có thể dùng cái cầu phụ này chuyển giao rẻ, hoặc là bạn có thể dùng cái cầu chính của họ đây nhé. Đây là cái cầu chính của họ nhé, thì bạn kết nối ví vào và bạn nó sẽ deposit từ cái mạng Ethereum mainnet sang cái Throne thôi. Ok, thế là bước đầu tiên nếu mà bạn chưa có tài sản nhé, thì bạn sẽ kết nối ví vào và dùng cầu chuyển tài sản sang. Đây, thì đây là cầu chính, còn đây là cầu phụ nhé. Ok, khi mà bạn có tài sản rồi trong mạng lưới Throne rồi thì bước tiếp theo thì bạn sẽ vào cái những cái sàn deck của họ nhé, Decentralized Exchange ấy. Đây, thì ví dụ đây như là sàn Ambifinance nhé. Đây thì bạn sẽ ấn Go To ở đây này, thì nó sẽ mở ra cái trang cái sàn deck. Thì ở cái sàn deck này thì bạn sẽ nhiệm vụ đó là các bạn swap và unbound nhé. Thì đầu tiên bạn sẽ kết nối ví ở đây. Đây mình kết nối sẵn rồi, thì bạn sẽ vào đây và bạn kết nối ví OneNet này. Đấy, ok. Thì sau đó bạn sẽ chọn chain nào này, thì nó sẽ có các cặp ở đây. Đây thì ở góc này nhá, thì ở góc này nó có các cặp đây này. Như là ETH, USDC, ETH, USDT này. Đấy, thì bạn có thể swap các cặp ở đây, hoặc là bạn chọn một cái token bất kỳ sang swap sang cặp nào bất kỳ ở đây nhé. Thì ở bên đây bên khung này này nó cũng đều có nhé, thì nó có cách swap ngay này. Limit là các bạn đặt lệnh nhé, sau đó tiếp theo là bạn add bull ở đây. Đấy, ok, thì và bạn có thể vào chữ bull ở đây thì nó cũng ra như vậy nhé, thì nó các ba cái chức năng này nó sát nhau. Đấy, ok, thì bạn có thể swap, thì bạn chọn bất kỳ token nào swap ở đây. Đấy, thì bạn swap ở đây bạn cũng được tính điểm nhé.
Sau đó thì bạn được tính điểm của cả hai session luôn, đó là session tính gas ở dưới này này, gas này này đấy. Sau đó bạn ví dụ như bạn swap sang USDC hoặc USDT thì nó sẽ có cả tính điểm ở đây, như mình có tính điểm đây này đấy. Hoặc là bạn giữ ETH thôi thì nó cũng tính điểm ở session 0 nhá. Đấy, sau đó bạn add bull đây. Đây này, nó bảo add liquidity bull này này đấy, deposit các thứ đây này đều được điểm nhá. Thì cái này mình đã swap sẵn rồi, mình đã có ETH và cái đồng stone này rồi nhá. Thì các bạn swap lên, bạn swap các cái cặp như là stone hoặc là ETH USDT nhá. Các bạn swap những cặp stablecoin thì nó sẽ ít hơn. Đây thì mình sẽ vào bull này. Xong mình sẽ chọn cả swap mình sẽ add bull là ETH và stone nhá các bạn nhá. Ok, sau khi mà mình sẽ chọn hai đồng này và chọn số lượng đây nhá, quan trọng số lượng đây này. Đấy. Sau đó mình sẽ chọn cái phần trăm trượt giá đây, xong bạn sẽ ấn up bro đây nhá, ấn up bro đây này. Rồi, sau mình sẽ xác nhận trên ví nhá. Ok, sau mình sẽ xác nhận trên ví này. Tiếp theo này. Mình đang có một lệnh đây thì mình sẽ chờ một tí nhé. Đây nó báo thành công rồi, ví MetaMask báo thành công rồi này. Đấy, ok, xong ngay chữ confirm nó hiện sáng lên, xem mình sẽ ấn confirm vào đây. Đấy, hiện confirm thì nó sẽ ra như này nhé. Đấy. Ok, xong mình sẽ ấn supply liquidity nhé. Ok, xong mình ấn summary này. Rồi, xong mình sẽ ấn xác nhận trên ví nhé. Đấy, thì vậy là mình đã add bull thành công rồi nhé các bạn nhé. Đây, xong mình có thể tắt đi. Đấy, mình sẽ... Vậy là mình đã add bull thành công rồi đấy. Sau khi add bull xong thì bạn sẽ vào phần để bạn kiểm tra nhé. Bạn kiểm tra thì bạn sẽ vào phần account này này. Xong bạn sẽ vào chỗ đây nó có liquidity này. Đấy thì bạn sẽ kiểm tra đây. Thì mình đang có stack, đang add bull cái cặp stone và ETH này này. Đấy. Quen thì nó hiện ở đây này. Đấy, cái giá trị tài sản của mình là 287 đô đây này. Đấy và... cái số lượng ETH và số lượng stone ở đây nhé. Đấy. Nếu bạn muốn add thêm thì bạn ấn vào chỗ add ở đây, mà bạn muốn gỡ ra thì bạn ấn vào remove đây nhé. Đấy, ok. Và ở đây nó ở cái trên trang Ambient Finance này này thì nó cũng có chỗ tính điểm boy nhé. Thì hiện tại mình chưa có boy, thì các bạn sẽ giao dịch nhiều hay swap nhiều add bull ở đây thì nó sẽ có điểm boy ở đây nhé các bạn nhé. Và có cả never ở đây này. Đấy. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái sàn Ambient Finance về swap và add bull nhé. Ok, sau đó bạn sẽ ở đây nó có hai sàn và một số sàn khác nhỉ. Hai sàn và cần các bạn muốn xem thêm thì nó sẽ ấn vào view all này, này. Thì nó ở các cái sàn khác thì nó đang commission nhá, thì nó chuẩn bị thôi nhá. Thì tại nó đang hỗ trợ tính điểm cho cái hai cái sàn này là chính, đó là Ambient Finance và Nuri này. Đấy. Rồi, đấy là mình đã hướng dẫn xong về cái sàn DEX swap và add bull nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn về lending và borrowing nhé, các bạn nhé. Thì lending borrowing thì nó cũng đang hỗ trợ một sàn chính, đó là AAV nhé, AAV này các bạn này nhé, AAV nhé. Thì còn có một số các sàn khác thì nó đang coming soon thôi các bạn ạ, là nó chưa hỗ trợ nhá, là chưa tính điểm các bạn ạ. Ok, thì về cái lending borrowing thì bạn sẽ ấn go to AV đây nhá các bạn nhá. AV xong bạn sẽ ở đây bạn sẽ chọn cái chỗ nó hiện Ethereum này, thì bạn sẽ chọn ở đây thì bạn sẽ kéo xuống là scroll ở dưới cùng nhá. Đấy, thì nó hiện ra stone rồi, sau bạn sẽ kết nối cái ví của mình. Đây mình sẽ chọn cái ví
MetaMask nhé. Đấy. Ok, thì mình đã kết nối rồi. Đấy. Thì ở đây nó có hỗ trợ mình submit là cái đồng ETH ở đây nhá. Thì bạn sẽ submit ETH ở đây. Ok, thì mình sẽ ấn vào chỗ submit ở đây này. Xong mình sẽ chọn số lượng ETH mình muốn submit vào đây nhá. Mình muốn nạp vào cái AV này nhá các bạn nhá. Ví dụ mình sẽ chọn là 0.01 đi chẳng. Mình đang làm mẫu cho các bạn là 0.01 đi chẳng. 0.015. Đấy. Xong mình ấn submit chẳng hạn nhá. Đây, sau mình sẽ ấn xác nhận ở đây. Thì ví gas ở trên mạng Solana rất là rẻ thôi. Khoảng 0.21 đô nhá các bạn nhá. Ok, sau mình xác nhận này. Đấy, vậy là mình đã submit thành công nhá. Nó bao là Odon này. Đấy. Thì bạn có thể là add cái token ETH này này. SCRVKVTH này này. Thì bạn có thể thêm về ví. Thì bạn submit vào đây thì nó sẽ cung cấp một cái mã tương ứng ấy. Thì nó bạn có thể add về ví hoặc không nhá. Quay xong mình ấn OK cờ nâu này. Đấy. Thì ở phần do submit này này thì mình đã submit vào đây thì nó có hiện ở đây nhá các bạn nhá. Thì bạn submit vào đây thì bạn có lãi nhá các bạn nhá. APY là 1.02% này này. Đấy. Ok, sau khi có tài sản rồi nhá. Sau khi có tài sản rồi thì bạn có thể là ấn vay, có thể vay các tài sản ở đây. Đây mình có thể ấn vay vào đây thì mình có thể vay các tài sản ở đây nhá các bạn nhá. Nhưng mà mình vay thì với số lượng nếu mà bạn vay thì bạn vay số lượng ít ít thôi. Thì tại vì nó sẽ không bị rủi ro thanh lý nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ như này, bạn chọn khoảng một nửa cái số lượng mà bạn đã submit hoặc là hơn một nửa nhé, khoảng 75%, 50-75% thôi chẳng. Xong bạn add borrow và bạn borrow ETH nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ không borrow và ở đây nó có ghi là bạn chỉ cần submit thôi bạn cũng sẽ được điểm nhé các bạn nhé. Đây này, bạn chỉ cần submit thôi bạn cũng sẽ được được điểm này, bạn chỉ cần nạp thôi bạn cũng sẽ được cái điểm nhé các bạn nhé, điểm mắc nhé. Ok, thì vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong về cái mạng lending borrowing nhé. Thì lending borrowing thì họ mới hiện tại là AAV rồi nhé các bạn nhé, hiện tại AAV thôi. Đấy, thì bạn sắp đi vào bạn xong có thể là vay được nhé, vay. Ok, thì vay thì nó cũng có tính lãi nha các bạn nhé. Bạn vay ETH hoặc USDC thì đều có lãi đấy. Đấy, thì cái lãi là mình phải trả nhá. Rồi thì vậy cái session 1 này này thì nó cũng có hai cái như vậy thôi các bạn ạ. Đấy. Thì các cái session khác trước đó như session 0 hoặc session có tốn đốt gas này này thì bạn cũng vẫn được tính nhá các bạn nhé. Thì nó vẫn đang chạy song song nhưng mở cái session 1 này là nó sẽ được nhiều điểm nhất nhé. Còn những cái session khác thì nó bạn có giữ tài sản nào thì nó vẫn tính điểm cho các bạn ở cái tài sản đó. Đấy. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn Sunrise Drop Throne ở cái session 1 này rồi nhé. Khi mà dự án cập nhật thêm thông tin thì mình cũng sẽ ra video hoặc ra bài viết hướng dẫn các bạn thêm nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video này hay và hữu ích hãy cho chúng mình một like, một subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.